chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với video của mình. Thì hôm nay thì sẵn mình đi sưu tầm cá thì mình bắt gặp một cái trường hợp cá bị bong bóng nè. Hôm bữa nhà mình cũng có bị nhưng mà mình đã trị rồi. Thời gian không cấp bách thành ra mình không có thời gian để mà mình review hướng dẫn cho các bạn các kiểu luôn. Thì hôm nay mình đi ấy thì mình gặp của anh Hưng nè, nó bị rối loạn bong bóng nè. Đây để mình cho bạn xem nồi ra nè. Cũng tội nghiệp mấy con cá, thả ngửa luôn rồi nè. Nó thả ngửa luôn các bạn thấy không. Thì cái lý do mà rối loạn bong bóng này thì nó rất là nhiều nguyên nhân. Một là do nước dơ, hai là do thức ăn của bạn ăn cho cá ăn thì nó không có tiêu hóa. Đó, để mình thả nó qua bên đây, để mình thả nó qua chỗ rộng hơn. Chỗ này nó chặt quá, cái hũ ấy nó chặt quá, hũ ấy nó chặt quá. Thả một nước thấp rồi nó về được rồi. Mình đang tập trung làm, mình không nói chuyện được nha các bạn. Rồi xong rồi mình thả qua rồi nè, bạn xem thổi ngửa luôn. Thì cái triệu chứng nó thì bạn thấy rồi đó, cái bụng nó phình to ra và nó không bao giờ mà nó lặn xuống được, không bao giờ lặn xuống càng sâu được, chỉ nổi trên mặt nước thôi đó. Và con cá càng hoạt động thì con cá nó càng mệt thì dẫn đến tốn sức và con cá sẽ chết do mệt, do các kiểu luôn. Thì cái nguyên nhân bệnh này, một là do nước dơ, hai là do các bạn cho cá ăn mà cá không tiêu thì cái bao tử á, cái thức ăn nó sình ở trong cái bao tử cá thì nó sẽ lấn áp cái tiếng bong bóng của cá, rồi bắt đầu là nó làm cho tiếng bong bóng của cá nó phình to ra như là những con cá nóc đó. Thì cái này á, cái biện pháp điều trị á, thì nó cũng có thể nói mình cũng không can thiệp được nhiều vô cái chỗ này. Điều trị chỉ mang tính là hên xui nha các bạn, 50-50, không có can thiệp được gì nhiều. Mình chỉ có thể là mình vớt con cá đó ra, mình không cho ăn và mình nhốt ở mực nước thấp. Như mình thì mình nhốt ở cái mực nước như vậy, nhốt ở mực nước như vậy để làm cho con cá nó đỡ mệt thôi đó, và không cho ăn luôn, tuyệt đối không cho ăn luôn. Nếu mà có mang tiêu hóa thì bạn cứ việc cho vô một chút xíu mang tiêu hóa trong nước để mà con cá nó ngớp đó, thì nó còn có cái nó cũng còn có hấp thụ được một chút xíu mang tiêu hóa để giúp mà cái tiêu hóa cái bụng thức ăn hư của nó đó, để giúp cho nó tiêu hóa hết cái bụng thức ăn đó. Đó rồi các bạn chờ thời gian nó xẹp xuống thôi, chứ mình có không có thể mà can thiệp cái này cái gì nhiều. Bất kỳ cái thuốc kháng sinh, bất kỳ cái biện pháp trị bằng trị nấm bệnh khác đưa vô cũng không có hiệu quả đâu nha. Các bạn không thể làm gì ngoài cho nó một chút xíu mang tiêu hóa và chờ thôi ha. Hầu hết là như vậy. Hoặc là các bạn có thể mua cái thuốc trị rối loạn tiêu bong bóng á, về các bạn trị cho tụi nó. Chủ yếu á, thì mình gặp những trường hợp như vậy á, thì mình sẽ nhốt riêng. Nhốt riêng là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là mình sẽ thay nước cái đàn cá cũ. Cái thứ ba là mình sẽ bỏ đói tụi này. Nhiều khi mà mình bỏ đói 2-3 ngày, 3-4 ngày khỉa luôn cũng không sao. Nhiều khi mình bỏ đói 3-4 ngày khỉa cũng không sao. Ở chừng nào nó xẹp cái bụng nó đi rồi mình mới cho ăn. Thì đa số cái này là do trứng mà dình sình bụng không tiêu đó, dẫn ra cá nó ăn lẫn những cái vật liệu dơ đó, thì nó sẽ dẫn ra cái ví dụ này đó. Như những con cá mái này bị thì rất là tội nghiệp. Anh Hưng ổng đi làm á, ổng chăm sóc không được nhiều nè, rất là tội nghiệp. Như những cái con cá mà còn bơi sắp này là còn có cơ hội trị rất là cao, còn những cái con cá mà ấy nè, thả ngửa rồi nè, rất là căng khó chịu. Bơi núp gốc không các bạn thấy không, còn là núp gốc không đó, không bao giờ mà nó lặn xuống được, các bạn thấy không bao giờ mà nó lặn xuống được. Thì chỉ có nước bắt bỏ ra riêng rồi ấy thôi, rồi chờ nó xẹp cái bụng nó lo, chứ giờ các bạn cũng không có làm gì được ngoài cái việc chờ hết. Không lẽ giờ lấy kim cho nó xì đó. Này anh cho nó chút xíu cái màng tiêu hóa vô rồi các anh để nó đừng cho ăn gì hết luôn nha anh Hưng, kệ nó luôn đi. Mà như con cá này nó còn xẹp nè, từ đây tới chiều có cơ hội xẹp là cái con cá này nè. Còn hai con cá này quá trời, cái bụng nó trướng anh thấy không, nó muốn nứt cái bụng luôn rồi đó. Hai con này thì bị nặng hơn nè, nó muốn nứt cái bụng luôn rồi.
để nó yên chỗ luôn, đừng cho nó căng thẳng, cho nó càng căng thẳng nó càng phình bong bóng lên dữ nữa đó. Kiếm chỗ nào đó để cho nó yên chỗ luôn. Mấy con cá này đẹp chứ, bộ HB Retro nè, mà sọt ngắn nữa. Sao anh phải làm dùng sọt quá vậy? Ông này ông lùn lùn, ông nuôi cá ra cũng lùn luôn. Nó bởi vậy thiệt luôn á. Nó cá như cũng là cá như chủ, lùn lùn nè, sọt không luôn nè. Thay nước bài đầy luôn đi anh, nước dơ á. Anh thấy cái nước chất lượng xấu quắc à, mặc dù cặn đáy không nhiều nhưng mà chất lượng xấu quắc. Đừng thay hết nha, mình rút 50 ra, mình thay 50 vô thôi, cho nó miếng muối để mà diệt trùng cái nước nữa. Ổn cái ổn mấy cái bầy cá kia quá. Bát trời, Lutobat kìa. Lutobat này hôm bữa em ghé cũng ra ta bơi bướm nhiều lắm luôn á. Đâu giá 400k đó hả? Thì anh mua mấy cặp vậy? Cặp 2 đó giá. Đâu giá 1 cặp 1 hả? Lutobat ri bông ta bơi bướm. Này, này mà lên Finsi nữa thôi. Thôi nó nổi luôn ha. Quá. Ban đầu em cũng mê cái dòng này lắm nè, nhưng mà cái dòng này mà thả trong hồ này mình thấy không có ấy, mình thấy nó lên màu không có đẹp. Nó không có đã. Nó phải nuôi trong cái màu hồ, cái màu đàn tối rồi nhìn nó mới là bơi lượn nữa ha. Đó là ghê. Cạn nước quá nè. Bên đây cũng dòng coi nè. Ông này ông đa số lấy dòng coi về ông nuôi không à. Này em biết tên rồi nè. Hôm bữa bác chợ không biết tên. Này là White Mozart. Đó, cá con cũng hằng hà luôn nè. Này anh Trung đưa cho nuôi luôn hả? Quá. Cưng. Đùi to chà bá luôn. Đâu trống nè. Một nè. Bữa nay ghé thăm bà nông thiệt chứ. Cái này là anh mua F1 về rồi anh ương ra luôn hả? Sao vậy? HB Retro nè. Nhiều cặp đây. Hả? Này để em nhiêu cặp đây? Thôi. Đòi mua HB Retro ông không chịu bán các bạn. Rồi. Mình ghé bên ảnh rồi mình lựa được hai cặp này đây. Là sẵn mình khoe cho các bạn luôn. Nè, mình lựa được hai cặp rồng. Rồng sọt. Đó, anh cho mình cái bịch chà bá luôn. À. Cho các bạn xem. Thì cái clip trước thì mình cũng có show cái này rồi, ở trong đó mình lựa ra hai cặp mình bắt về để mà mình chẻ giống, chẻ trống mái, chẻ giống rồi ra, với lại mình làm cái dòng sọt rồi thử coi nha. Đó. Quá trời, ông này ổng nuôi cá ổng không có thời gian chăm sóc, hư cá rất là nhiều, rất là uổng. Ủa, hôm bữa em nhớ anh có coi Red Ear mà anh Hưng. Hôm bữa em nhớ anh có coi Red Ear mà. Thả nó ra bên đó luôn cũng được đó. Đừng có nhốt nó bên đó luôn cũng được. Thả ra rộng cho nó đỡ nổi. Nó có chỗ nó bơi bơi á. Vì nãy không có chỗ nhốt. Không biết ấy ở đâu. Nước thấp về được rồi. Thấy nó nổi mà tội nghiệp luôn á. Như cái con cá mà bên kia thì nó còn cứu vãn được, còn hai con cá nổi đó cũng hơi phiêu. Vậy là cái bài coi Red Ian ra hết luôn rồi hả? Bác sĩ hôm bữa anh bác sĩ giá nhiêu vậy? Trời ơi, cha ơi là cha.
dọn luôn cá con cá mẹ luôn. Cái đó gen cũng không được mạnh ha. Gen đã mạnh lắm mà cá nó phải đẻ kìa. Nó không đẻ. Có cá đẻ nó mới lên tay. Ờ. Em thấy có cá tơ mà nó nhú á. Hôm bữa của anh em thấy có cá tơ mà nhú mà. Đó. Ờ thì nó cũng phải lọc ra nó đùa ra. Cũng đúng rồi, cũng hôm bữa có thằng nó hỏi anh. Em tính ghé em coi rồi em chỉ luôn, em chỉ anh luôn là coi ghét ia mà nó thu vô giá 250. Cái gì vậy? Cái bên tay nhú thôi á. Mà lên full luôn thì khác chứ, lên full luôn giá là 250 anh. Tại đó anh bán là cái nhỏ mà. Thôi rồi. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo mình. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại.